Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Gia Ban. Hôm nay Ngọc Gia Ban lại tiếp tục về một cái nô ghế rất là đẹp, phân khúc từ 20 triệu đồng cho đến 50-60 triệu đồng. Thì hôm nay Ngọc Gia Ban sẽ giới thiệu với các bạn các mẫu ghế massage hiện đang có tại Ngọc Gia Ban đây, để cho quý khách hàng cũng như những người yêu thích ghế massage nội địa Nhật, đặc biệt quan tâm đến những dòng ghế massage nội địa Nhật đang có tại Ngọc Gia Ban, thì các bạn có thể tham khảo cũng như là lựa chọn cho mình những cái chiếc ghế phù hợp nhất với gia đình, theo tầm tiền cũng như các tính năng và cũng như công năng sử dụng, làm sao để mình có thể vừa bỏ ra một số tiền vừa phải, vừa nhận được cái giá trị phù hợp nhất để cho gia đình mình có thể chọn được một cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe cũng như dành tặng cho bố mẹ của chúng ta, một cái món quà rất là ý nghĩa. Thì giới thiệu với các bạn ở đây, một chiếc này mình sẽ giới thiệu về chiếc Panasonic. Đây là chiếc MA86. Thì đây là một chiếc rất trong cái phân khúc tương đối rất là đẹp đây. Thì chiếc này nó trên 70 triệu đồng. Thì cái độ đẹp của nó thì các bạn cũng có thể xem đây. Đó. Thì đây là chiếc màu trắng nguyên bản, mình cũng chưa vệ sinh gì cả. Và thêm nữa là một chiếc Furikyo SKS 6009. Thì đây là một trong những chiếc ghế thuộc với phân khúc cao cấp của Furikyo, có con lăn ở lòng bàn chân, kèm theo rất nhiều cái chế độ, thì Ngọc Gia Ban sẽ có cái video chia sẻ riêng với cả các bạn này. Chiếc ghế này thì đẹp khoảng độ tầm 95%, rất là mới. Chiếc ghế này thì hiện tại Ngọc Gia Ban đang bán trên 80 triệu đồng. Và cái phân khúc mà được đánh giá rất là cao đó là những cái phân khúc ở cái tầm khoảng độ tầm 20 cho đến 30 triệu đồng, thì là một trong những cái phân khúc mà phù hợp nhất với túi tiền người dân Việt Nam của chúng ta. Nhưng cái vấn đề là nó vẫn đảm bảo tất cả các tính năng như kéo giãn rồi là dò tìm huyệt đạo. Thì ở đây giới thiệu với cả các bạn, đây là một chiếc AS810 của Furikyo, và bên cạnh nó là chiếc AS820 đó. Thì ở đây là phân khúc tầm 30 triệu đồng. Những cái chiếc ghế này thì đều là những chiếc ghế đẹp gần như là xuất sắc, thì các bạn có thể lựa chọn cho gia đình mình. Và hơn nữa ở đây các bạn sẽ thấy một chiếc Furikyo AS730. Hầu như ghế lần này về chất lượng đẹp các bạn nhé, chưa vệ sinh nhưng mà catalog hay là những cái sách hướng dẫn sử dụng còn đầy đủ hết. Thế nên các bạn an tâm một điều là cái chất lượng ghế ở Ngọc Gia Ban thì các bạn luôn luôn là sẽ rất an tâm, kèm theo cái chế độ dịch vụ hậu mãi là cái vấn đề quan trọng nhất. Các bạn mua ở đâu cũng được, mình cũng không có ý kiến gì. Quan trọng nhất là mình chỉ giúp các bạn là làm sao mà là các bạn có thể hỏi một cái đơn vị mà họ có thể giao hàng tận nơi, hay họ có thể bảo hành tận nơi cho các bạn, hoặc là họ có thể có cái chế độ bảo hành tốt là các bạn có thể mua được. Còn đâu các bạn mua ở đâu cũng được, cứ quan trọng ghế tốt và quan trọng nhất là cái dịch vụ bảo hành tốt. Thì cái giá thành theo mình nghĩ là nó chênh 1-2 triệu thì cũng không thành vấn đề đâu. Tiếp theo nữa là một cặp Furikyo SKS 5600. Chiếc 5600 này thì mình chưa kịp bóc ra, và trong đây cũng là một chiếc SKS 5600. Đấy, thì cái lưng cũng như cái gối thì mình chưa kịp nắp vào. Thì đây cũng là một trong những cái bản có chế độ vặn mình rất chi là hay. Nó loanh quanh ở phân khúc ở độ tầm gần 40 triệu đồng, thì cũng là một trong lựa chọn rất là tốt. Đặc biệt hôm nay thì Ngọc Gia Ban có 3 chiếc Famini VK110 và đây 3 chiếc luôn, 1, 2, 3, 3 chiếc 110 cũng là một trong phân khúc dao động ở gần 30 triệu đồng, rất là phù hợp. Và đặc biệt hơn nữa là một chiếc 2018, đây là chiếc RTR 170, cũng là một trong những chiếc của Furikyo. Furikyo thì các bạn cũng biết rồi, Furikyo, Panasonic và dòng Famini là một trong ba những hãng thương hiệu đứng đầu trong làng ghế massage nội địa Nhật. Và thêm một chiếc nữa cũng là một chiếc mình thấy nó cũng là đẹp khoảng tầm trên 90%, thì đây là chiếc Famini Inada S8100 đời 2019. Đây, chiếc này thì nếu các bạn tinh ý thì nó sẽ khác hơn chiếc VK110 ở cái cơ chế cũng như bài đánh và cái bộ bàn chân này nó khác hơn. Chiếc này thì cũng còn khoảng độ tầm mới trên 90% và sách hướng dẫn các thứ gần như đầy đủ hết.
và thêm một chiếc Furikyo nữa, đó là chiếc Furikyo AS740, một trong những chiếc ghế cũng đẹp xuất sắc đây. Thì Ngọc Japan đều có những cái video chia sẻ rồi, và một chiếc Famini 2020 đời 2019 cũng vừa mới về ở với Ngọc Japan. Thì đây là toàn bộ cái ghế đang có tại Ngọc Japan. Thì các bạn sẽ hãy liên lạc với Ngọc Japan theo số điện thoại 0974945555. Ngọc Japan sẽ giúp các bạn để tư vấn lựa chọn cái ghế làm sao phù hợp nhất, để cho các bạn có thể rằng là lựa chọn một cái chiếc ghế phù hợp với cả gia đình mình. Các bạn cũng lưu ý nhé, các bạn kết bạn Zalo, xong sau đó thì mình sẽ gửi ảnh chi tiết cũng như sẽ báo giá cụ thể hơn cho các bạn. Bởi vì nó quan trọng nhất là Ngọc Japan muốn rằng là trong cái quá trình trao đổi các bạn thì sẽ giúp các bạn lựa chọn được những cái chiếc ghế nó phù hợp với cả gia đình mình, chứ không nhất thiết là nó phải đắt tiền hay là nhiều tiền ít tiền, mà quan trọng nhất là đó là phải phù hợp. Thì đây là các cái phân khúc mà Ngọc Japan đã lựa chọn những chiếc ghế xuất sắc nhất để mang tới tay khách hàng. Các bạn lưu ý là tất cả các sản phẩm của Ngọc Japan đều bao ship trên toàn quốc, và vấn đề tiếp theo nữa là ngoài ra các bạn còn được tặng thảm trải sàn, bộ chuyển đổi nguồn, dung dịch vệ sinh tặng kèm và một món quà tặng của cửa hàng. Tổng giá thành của các bạn là đã bao gồm tất cả những chi phí rồi. Thì việc của các bạn là chỉ việc nhận ghế kèm theo cả hướng dẫn tiếng Việt cũng như tất cả mọi thứ, nên các bạn cực kỳ an tâm về chế độ hậu mãi cũng như dịch vụ bán hàng của Ngọc Japan. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video.